Xin chào mọi người, ngay bây giờ là 1 giờ 9 phút, trưa, mình mới ngủ dậy. Cái ngày hồi hôm qua, thứ 6, thường thường thứ 6, nếu mình có 10 ngày, thì đâu khoảng cả 8 ngày là một ngày bay bổng. Nhưng rõ ràng hồi hôm qua là nó chỉ có, gọi là nó có cái tín hiệu hồi lại chút xíu thôi, không có sự bay bổng ở đó, ok? Thì nếu chuyện đó xảy ra thứ 6 thì lại thì thứ 7 cuối tuần nó sẽ ra một cái quyết định xuống hoặc lên về những cái mốc giá. Nếu nó cắn con giá này thì xác suất đã quay đầu đi xuống, nếu nó cắn con giá kia thì tất cả mọi thứ đã leo thang, có nghĩa là chuẩn bị tới đây nó sẽ bay rất mạnh, ok? Thì đã được chia sẻ vô trong cái nhóm spot thì vừa rồi là nó đang nghỉ ngơi thôi, trong gì hết nghe. Và nếu nó nghỉ ngơi thứ 6 thì lạng quạng là thứ 7 chủ nhật, cuối ngày chủ nhật thì thường thường nó sẽ bay, ok? Thì gọi là bạn dành cái thời gian này bạn nghỉ ngơi một chút xíu nghe, nghỉ ngơi tập thể dục, ok, ra đường một chút xíu, ok. Nhưng mà xác suất là nó sẽ có sự trả lời cho mình xuống hoặc lên trong 1 tới 2 ngày tiếp theo, ok, 1 tới 2 ngày tiếp theo. Cho những người nào muốn mua rẻ thì nên chuẩn bị tài sản. Cho những người nào muốn bắt kịp, đúng không, bắt kịp cái sự bay bổng cuối cùng, cái sự bay bổng mạnh bạo cuối cùng thì cũng nên chuẩn bị, ok. Thì đó là vậy. Mình đang đợi, nghe, mình đang đợi những cây nến nó tiếp tục xảy ra khung giờ để nó nói lên cái câu chuyện rất rõ cho mình, để mình đẩy ra nha, đẩy ra cái thông tin mới nhất cho bạn. Còn về cái tín hiệu hồi tối hôm qua, mình đẩy cho bạn tới 2 cái tín hiệu của BTC lận. Bạn có thể áp dụng nó ngay bây giờ nha, bạn có thể áp dụng nó ngay bây giờ. Cài đặt những cái móc giá là nó tới vùng nào, bạn nên làm cái gì thì rõ ràng mình đã biết. Nhớ cho những người nào đang là thành viên của Tiền Academy, sau khi bạn coi cái video tín hiệu của bên mình, bạn không hiểu thì nó chỉ có một cách bên mình trả lời thôi, là bạn quay lại cái màn hình của bạn, nghe, bạn quay lại cái màn hình và bạn quay lại cái màn hình lúc mình nói cái gì cho bạn đó, bạn không hiểu, mình quay lại cái màn hình, bạn gửi cho nhân viên, ok, thì nhân viên sẽ đẩy qua cho mình và mình sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi nếu bạn thắc mắc. Nhưng những cái video của mình nó cực kỳ dễ hiểu, bởi vì mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, lên hoặc xuống, cắn con này là tất cả mọi thứ sẽ bay, cắn con này thì gọi là nó sẽ tới cái sóng bao nhiêu, nó hồi lại cái vùng bao nhiêu, vân vân, thì đã được chia sẻ, okay? Nhưng cho những người nào mới bước vào thị trường, nếu không hiểu thì lúc bạn coi cái video của mình, bạn có thể quay lại cái màn hình, nghe, quay lại lấy cái điện thoại ra, quay lại cái màn hình và gửi cho nhân viên. Mỗi ngày như vậy là mình dành đâu khoảng có 30 phút ra trả lời tất cả câu hỏi cho anh em. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Các em mới ngủ dậy, okay. Ngày hôm nay có thể là một ngày sẽ tập luyện dữ dằn hơn, ok. Tuần vừa rồi mình tập đâu, mình nghĩ đâu khoảng có 2 ngày à, ok. Thì thứ 7 chủ nhật mình sẽ tập luyện và mình sẽ nếu có tất cả những cái thứ gì mà nó chuyển đổi thì mình sẽ cập nhật nhanh chóng cho bạn. Nhưng thứ 6, ok, nó không bay bổng cho mấy thì xác suất là cuối tuần nha, cuối tuần nó sẽ có cuối tuần thường thường là cuối ngày chủ nhật nha, chờ nó sẽ có một sự bay bổng mạnh bạo, ok. Vậy thôi, xin chào mọi người.